Công an huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai đang tạm giữ Hồ Minh Hiếu 20 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Hiếu và cháu N, T, B, 2007, ngụ cùng huyện Trảng Bom có quen biết nhau. Khoảng 15 giờ 30 ngày 15 tháng 11, Hiếu rủ cháu Phường ra khu vực vườn tràm gần đập Trị An thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để chơi. Tại đây, Hiếu dụ dỗ cháu Phường quan hệ tình dục với Hiếu và cháu Phường đồng ý. Sau đó Hiếu và Phường đã làm chuyện người lớn với nhau 3 lần. Mẹ bé gái sau đó phát hiện sự việc đã tố cáo Hiếu tới cơ quan công an. Vụ việc đang được điều tra theo quy định.